Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé, chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm cho khách hàng của mình một cái kích thì tiện thể mình chia sẻ luôn cho mọi người. Nếu anh em nào có cái nhu cầu và có cái mục đích sử dụng nó đúng như cái tính năng của mình mà theo cái mình chia sẻ này thì mọi người có thể áp dụng và làm theo nhé. Đây là cái này mình lắp trước này. Mình chỉ dùng có 4 con C5200 thôi và một con D718 để làm con sổ đệm, sổ mở điện áp cho bốn con này nó hoạt động đấy, và một con diode cầu và một con tụ. Đây là công tắc mình sẽ đấu chỉnh tăng giảm và công tắc chuyển cửa đấy. Thì lần trước mình cũng đã chia sẻ cho anh em cái thông số đấy, nhưng nhiều anh em bảo là không thể đánh được với này quấn vậy mà đánh được à. Đấy. Nhưng mà mình cũng đã làm nhiều cho anh em rồi, thì cái mạch này và cái kích mình cuốn như thế này thì mình sẽ nói cái ưu điểm của nó nhé. Tức là đánh các cái loại cá là nó độ mệt, độ chết và độ lổi là rất hiệu quả. Cá chép, cá chuối, cá rô đồng và cá lươn, cá chạch, nói chung là hiệu quả mà tiêu thụ là ít điện. Thì mình nói không thì anh em không tin, nhưng đây là mình nó hôm nay mình chứng minh một cách thực tế là mình làm cho khách đúng theo mình nói. Thì cái thông số của nó thì anh em cứ theo dõi, mà mình sẽ cuốn đến đâu mình sẽ chia sẻ đến đâu. Này, nếu các bạn đánh như cá chép là sẽ tròn mồm vào phòng mang nhé. Cá chuối thì nổi rất là đẹp nhé, kể cả các bạn đánh ở trong bụi cây. Còn về cá lươn, cá chạch thì các bạn đánh nó rất là quăn, tức nó xoăn tít lại, nó tròn lại, nó co người lại, người các bạn hớt nó rất là dễ. Chứ không nhiều cái kích là đánh là con lươn nó dài, nó nằm dài như cái đũa cả, cái đũa. Nên là các bạn hớt rất là khó mà nó không quăn này. Khi mọi người cuốn thì cuốn trong rít chặt chặt tay một tí nha. Rít chặt tay. Thứ nhất là tiết kiệm dây, thứ hai là nó giảm cái độ dài của cái biến áp, cái dây của biến áp thì nó giảm trở kháng đi thì nó thì dòng điện hoạt động trong cái cuộn dây nó sẽ tăng nhé. Cái cuốn dài là cuốn trùng quá là cái dây nó thể dài hơn thì nó phải giảm cái dòng đến cái độ khuếch đại nó không không khỏe được. Là một người phải rít căng tay và chặt. Đây mình cuốn được một lượt này, mình đếm này. 1, 2, này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tức là được 22 vòng của một lượt nhé. Là lượt này mình sẽ cuốn 40 vòng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Đấy. 22 vòng một lượt. Mà mình sử dụng dây 1 ni tư.
đây còn cái là 22 này, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 22, 24, 25, 26, 27, 38, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 40 vòng nha, đây mình cuốn cuộc. Cuốn qua thành 41 rồi. Đủ 40 vòng, mọi người không nên cuốn nhiều. Vòng dây sơ cấp này. Và mình sẽ nót giấy này. Đây là dây mình cuốn theo chiều này nhá. Đấy là xong phần sơ cấp này. Xong đến phần dây xung này, tức là dây mở tạo xung, lấy xung để mở điện áp cho con D718 này. Thì mọi người cuốn ngược dần lại, tức là cái dây này cuốn về đây thì dây mở cuốn ngược dần lại.
8 2 9 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 Đấy, dây mở ở điện áp xung các bạn cuốn cho mình 45 vòng. Mình sẽ cắt. Đấy, cắt dài dài tí để tí mình đấu nối cho nó dễ. Mình hiện nay một cái đoạn ghen. Cho đây một chút keo này nó chắc. Đấy anh em cuốn xong rồi anh em cho luôn cái dây để làm cái chế xung này vào thẳng cái dây đầu của nó để cho nó dễ nhớ. Còn ba các cái dây chế độ thứ cấp thì các bạn để riêng rãnh khác. Như vậy là mình đã cuốn xong dây xung nhé. Bây giờ mình sẽ lại nót tiếp. Phần nót này thì anh em có thể nót cho tôi khoảng 2 lớp để có thể cái xung nó đánh xiên qua quá trình sử dụng ẩm thấp thì nó có thể đánh xiên ra ngoài vỏ. Và tiếp tục có đến dây thứ cấp này. Thứ cấp các bạn cũng dùng cái dây 65 bằng cái dây của dây xung. Bởi vì tại sao mình dùng dây 65 để mình giải thích cho mọi người hiểu rõ. Bởi vì là cái sự khuếch đại của con sò và cái biến áp cái sơ cấp ấy khi nó hoạt động nó chạy thì nó khuếch đại ở một mức độ nào đấy. Mà các bạn, nhiều bạn cứ cho rằng cuốn dây to thì nó khỏe. Nhưng đúng là dây to thì nó phải phù hợp với lại cái sự khuếch đại và cái cường độ đi qua cái cuộn sơ cấp nó phải khỏe thì nó mới khỏe được. Chứ cái sự khuếch đại nó mặc định mà mọi người cuốn dây to thì khi các bạn
đánh nó sẽ khuếch đại không đủ thì nó sẽ bị tụt dòng. Nên là khi các bạn cuốn dây to quá mà các bạn chọc vào những cái chỗ nó bị mặn hoặc những cái chỗ nó có nhiều cái chất thải thì nó sẽ bị níp mất cái tiếng kích của đi nhé. Nên là các bạn chọn cái dây 65 hoặc 60 thì cái sự kích đại nó tương ứng với cái dây sơ cấp thì dòng nó sẽ giữ được cái dòng khi mỗi khi gặp những nguồn nước khác nhau. Ở đây mình cuốn thủ công bởi vì nó cũng chẳng làm liên tục. Dạo này anh em người ta đi công ty nhiều rồi, người ta không còn đi bòn bới kiếm ăn bằng cái kích điện nữa rồi. Cho nên là chỗ mình bây giờ làm cũng rất là ít chứ không còn làm nhiều như ngày trưa sức. Nên là trở lại có ai gọi là có khách nào cần có nhu cầu đặt thì mình mới làm chứ không làm sẵn ra như ngày xưa nữa. Đây này có anh em người ta có nhu cầu đặt thì mình làm cho người ta trước. Và tùy theo từng nơi nhá, với đồng bằng ven biển gọi là nước chua mặn nợ thì anh em cuốn cái thứ cấp này tùy theo nhé. Đối với vùng ven biển hoặc các cái tỉnh phía Bắc vùng đồng bằng ấy thì anh em chỉ cuốn cho mình cái dây có thể lấy ra hai cái cửa điện áp, một cửa khoảng tầm 70 vòng này, 70 vòng và một và tiếp đến từ 70 và các bạn cuốn thêm lên 10 đến 15 vòng nữa thành 80 hoặc 85 vòng thôi nhé. Chứ điện mà dây điện vôn mà cao quá thì tiếng kích nó sẽ bị chọc súng, nó bị mất tiếng. Và còn các bạn muốn đánh cái vùng đất lợ như ven biển sát rìa đầm đấy, đê biển có nước đầm ấy thì các bạn lấy cho mình khoảng tầm 30 vòng thôi. Đấy. Còn ở trong khu vực đồng nông nghiệp về cuối năm nơi nào mà nó sát cống biển mặn thì lấy ra khoảng tầm 40 vòng. Đấy. Còn nếu mà các bạn có thể áp dụng cái thông số này mà cuốn cho những cái vùng nước ngọt, ví dụ như ở các cái tỉnh như Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, vùng nước suối đá thì mọi người phải sử dụng cái dây sơ cấp này, nó nhỏ hơn. Đấy, nhỏ hơn mà các bạn cuốn nhiều vôn, bởi vì là nước mặn thì nó dẫn điện rất là mạnh, nhưng mà nước ngọt thì nó dẫn điện kém, cho nên là vôn mà thấp thì nó sẽ không chết được cá. Thì trước kia mình cũng đã làm cho anh em ở trong tận Gia Lai, Đắk Lắk đấy. Thì phải cuốn cái thứ cấp này ra tới 150 vòng và 200 vòng thì anh em mới đánh được nhé. Và sử dụng dây nhỏ hơn. Đây mình sẽ thường thường nó khoảng tầm 2 lớp thì mỗi lớp nó khoảng 40 vòng. Thì đây mình sẽ đếm lại em là mình quên không đếm. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đây nó khoảng 45 vòng, nói chung là nó cũng an áng. Thì ở đây mình sẽ lấy ra một cái đầu phụ, đầu chờ để cho sau này ví dụ anh em mà có đánh nó mặn mặn này thì mình chỉ nối dây vào đây thôi. Đấy. Một lượt này nó khoảng 45 vòng.
Bởi vì thứ cấp tranh nhau ra một hai vòng thì nó không đáng ngại, hoặc là gì. Nhưng mà đầu để mà tạo xung kia thì tranh nhiều quá thì nó không được. Đây nó là 70 vòng thì mình sẽ gấp nó lại. Trong lúc theo dõi video ấy, anh em mà cảm thấy hay là mình chia sẻ nó cảm thấy hợp với ý của mình ấy, thì hãy tặng cho mình một like nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ấy, động viên cái tinh thần. Mình làm cái này chủ yếu là chia sẻ cho anh em có thể tự làm được ấy. Và có thể tự làm đúc rút kinh nghiệm mà làm cho mình, bởi vì mỗi vùng đất, vùng nước nó có thể là cái độ pH nó khác nhau, cho nên là anh em có thể thay đổi và điều chỉnh lại. Nếu anh em đi làm mà làm nghề bằng sống bằng cái nghề đi đánh cá thì có thể là từ cái thông số này mọi người có thể là thay đổi thêm bớt đi một vài vòng sơ cấp, thứ cấp hay là tăng lên để nó phù hợp với cái đồng đất của mình. Cái dây này đút vào cái gen 1 nó hơi là chặt. Cuốn 70 rồi, mình sẽ cuốn thêm 10 vòng nữa thôi, 11, 12 vòng nữa thôi. 1 2 3 4 5. Bây giờ đất quê mình thì nó gọi là nước ngọt nhưng nó nợn nợ, đất Thái Bình, đất nông nghiệp, đất lúa, nhưng mà còn số cái đất nợ. Rồi như ở cái vùng đất sát cái cống ven biển thì cuối năm cái nước mặn này nó dồn với các thứ, nó có thể là hơi đá mặn mặn, cho nên là cuốn bôn thấp chứ không cuốn bôn cao. Này nước càng phèn mà càng mặn thì mọi người phải chú ý
đến cái điện áp và cái cỡ dây. Khi điện áp mà dùng những cái nút nó mặn thì mọi người thì cuốn dây to lên. Đấy. Còn điện áp nước ngọt thì cuốn dây bé đi. To lên để nó tăng dòng, bởi vì ngắn nó sẽ không bị tụt. Đây mình cuốn thêm là tổng của nó là có 82 vòng rồi. Mình xin nhắc lại là anh em nào theo dõi video ấy thì cảm thấy cái nội dung mình chia sẻ nó có hữu ích thì hãy chấm tặng cho mình một like nhé. Và những bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Còn anh em nào có nhu cầu muốn hỏi thêm gì vấn đề nữa thì anh em hãy comment ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng trả lời anh em. Và cái biến áp này là mình sử dụng cái phe người ta bán sẵn của Trung Quốc là E28 mọi người nhé. Đấy, đây là đã được đủ 3 đầu. Đầu chung và đây, 2 đầu này là đấu vào công tắc bật chuyển đổi này. Đầu chung và đấu ở tụ này. Đấy. Và cái phe của mình sử dụng đây. Mình sẽ kẹp cho mọi người xem này. Cái cỡ phe này. Đây. 28 cm chính xác luôn. Và biến thế này. Thì trên đây mình vừa mới chia sẻ cho anh em này cái thông số và cái kích cỡ dây để cuốn một cái biến áp kích để bắt các cái loại cá mà như mình đã giới thiệu trong video. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn nếu mà bởi vì cái thời lượng video nó quá dài, còn cái cách đấu thì chắc anh em cuốn kích thì dùng kích thì cũng học hỏi, cũng đấu rất là nhiều rồi thì có thể là không cần chia sẻ. Đấy. Thì mình chỉ làm cái video này để chứng minh cái trước mình đã làm video về thông số ấy, để chứng minh cái là thực là mình chia sẻ là thật chứ không có chia sẻ ảo. Đấy. Đây mình làm mình lấy tiền là hoi đấy chứ không phải là làm cho ai cả. Anh em cứ đặt. Còn nếu mình làm được cái video mà đấu lối nữa thì mình sẽ chia sẻ sau. Tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em thành công.